vâng, mấy hôm vừa rồi các bác nhà mình hỏi em Toyota Camry nhiều quá, nhưng mà các bác quên đi mất, các bác đang lãng quên một cái mẫu xe mà rất là đẹp, mở lại nhiều cái option các bác ạ, nhiều cái option đấy, một chiếc xe mà thậm chí là để về lói mẹ option mà cái độ sướng mà độ tiết kiệm xăng các bác nhé, nó hơn Camry đấy các bác ạ, nó hơn Camry đấy. Nó hơn ở như thế nào thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác một chiếc xe này đi vô cùng là sướng, vô cùng là đẹp các bác ạ. Đấy, mở nó lại rất là mới các bác nhé, nó lại rất là mới. Đây em quay qua một chút cho các bác xem này. Đấy là các bác cảm nhận được nó thôi, là các bác này. Con này của em 2015 các bác ạ. 2015. Các bác hãy nhìn phần đầu của nó đi ạ. Đấy. Các bác đã liên tưởng đến cái gì chưa các bác? Đấy. Một cái thiết kế rất là đẹp của cái phần đầu. Nhìn rất là sang đúng không ạ? Rất là sang. Đó. Đây các bác này. Bệ vệ chắc chắn luôn là một cái ngôn ngữ của những chiếc xe nhập. Con này của em là nhập nguyên chiếc từ Pháp các bác nhé. Nhập nguyên chiếc từ Pháp. Nó là Polo 508, một phiên bản sedan cao cấp. Con này là cùng phân khúc với lại Camry này, cùng với lại phân khúc với Merc E này, rồi là cùng với lại phân khúc BMW Serie 5 này các bác này. Đấy. Mỗi một xe nó có một cái nét đẹp riêng các bác. Nhưng mà Polo thì nó luôn có một cái mà những cái chiếc xe của Pháp nó luôn có một cái thiết kế mà có thể nói là nó pha chút cổ điển và hiện đại các bác ạ. Đây các bác nhìn phần đuôi của nó này, nó đẹp các bác ạ, nó đẹp, rất là mềm mại từ phần đuôi, từ phần đầu, hài hòa tinh tế với những đường bo tròn, quá đẹp. Đây các bác này, hệ thống đèn này quên sầu luôn các bác nhé, hệ thống đèn LED, đèn nhức của nó thì quên sầu luôn. Cảm biến xung quanh xe, la răng đều là la răng phay hết rồi. Cái màu con này cũng đẹp các bác ạ, nó sạch, quá đẹp luôn các bác ạ. Mở lại rất là hợp lý đấy các bác nhá. Chỉ có hơn 400 triệu một chiếc xe. Đây các bác này, option thì các bác này, đây là nó còn có cả cảnh báo điểm mù trên gương này. Đấy, trên đây các bác này, cảnh báo điểm mù trên gương. Đấy. Rồi là hắt kính các bác nhé. Con này là có hắt kính rồi. Đấy. À, các bác này, hắt kính này các bác này. Đấy. Hắt kính ở trên này. Khi các bác đi nó sẽ hiển thị tốc độ đây này các bác này. Đó, các bác nhìn chưa? Hiển thị tốc độ các cái. Đấy, rồi con này có cả loa. Loa con này là hệ thống âm thanh loa JBL. Đấy, một hệ thống âm thanh rất là cao cấp các bác nhé. Đấy, âm thanh JBL. Đó, loa trầm, loa chiếc các kiểu luôn. Hệ thống cửa sổ trời các bác nhé, rồi hệ thống trần. Đấy, những cái chức năng của nó rất là nhiều các bác ạ. Nó là xe sang mà các bác. Nội thất này quá mới luôn các bác nhé. Này các bác nhìn này, có cái xe nào cái ghế lái mà nó như lại các bác, quá mới luôn. Chìa khóa một đôi các bác nhé, chìa khóa một đôi, phân khúc D mà các bác. Dài rộng miên man. Đấy. Dài rộng miên man luôn. À, con này này. Cả rèm che nắng các bác nhé. Camry chưa có các bác ạ. Camry chưa có. Con này của em sản xuất 2015 các bác ạ. Chìa khóa một đôi. Đây. À, các bác này, cửa gió điều hòa này. Đều độc lập hết các bác nhé. Đằng sau này cũng có cổng sạc này. Đấy. Cửa gió điều hòa đây. Đều là auto tự động hết các bác nhé. Xe cao cấp mà các bác. Trần đây. Đây cũng có rèm này. Đấy. Động cơ có 1.6 turbo các bác ạ. 1.6 turbo. Đó. Một chiếc xe mà nhiều công nghệ, nhiều option như này. Hôm nay em Cương mua được về, em Cương lên sóng giới thiệu cho bác. Đấy. Đây các bác này, hệ thống đèn này full LED này các bác nhé. Full LED. Hệ thống cao cấp các bác nhé. Đây. Cái độ chiếu sáng của nó này rất là xa các bác nhé. 840 Newton mét.
kinh khủng khiếp luôn. Hệ thống đèn quá là cao cấp luôn các bác ạ. Này các bác này, đèn nó mới lắm các bác nhé. Đèn mới lắm, đây em tắt cái đèn đi để cho các bác xem. Đèn là đều auto tự động hết các bác nhé. Auto tự động, phanh tay điện tử, đề lỗ start top, hộp số 8 cấp các bác nhé. Hộp số 8 cấp, phanh tay điện tử. Đã đủ mê chưa các bác? Con này 2015 nó là form mới rồi các bác nhé. Form mới rồi. Đây các bác này, đèn này. Ui giời, nó như là một chiếc đèn pha mới các bác nhé. Như là một chiếc đèn mới. Các bác nhìn cái xe nó quá mới luôn các bác ạ. Quá mới luôn. Đây, các bác ngắm lại cái phần đầu của nó này. Nó hầm hố, nó bệ vệ các bác ạ, nó chắc chắn. Các bác đi con này thì nó là cực đầm luôn rồi. Cách âm tốt các bác nhá, cách âm vô cùng tốt luôn. Đây, các bác nhìn này, hệ thống đèn này. Cái quan trọng đèn nó như mới các bác ạ. Nó như mới luôn. Chiếc xe này đăng kiểm dài các bác nhá. Đăng kiểm dài thướt thường thượt luôn. Đó, mới lắm các bác nhá. Nói chung chiếc xe này bác nào mua là có duyên mua chiếc xe này thì nó quá sướng luôn. Đó, giá tiền thì lại vừa phải các bác ạ. 2015 giá lại êm hơn Camry các bác nhé, nhưng mà đi thì hơn rất là nhiều. Tiết kiệm xăng hơn này. Đấy, tiết kiệm xăng hơn các bác nhé. Máy có 1.6 thôi các bác ạ, turbo. Đấy, ghế này các bác nhìn nội thất của nó này, quá mới luôn các bác nhé. Chiếc xe này em Khương thì nó là thợ săn những cái đẹp về cho các bác rồi. Âm thanh nó hay lắm các bác nhé. Âm thanh JBL. Đó. Vậy thì tại sao một chiếc xe nhiều công nghệ như thế này đó, nhưng mà em Khương sẽ bán cái giá mà rất là êm cho bác nhà mình. Con này đây, các bác này, hệ thống cao cấp chưa các bác? Đây, các bác nhìn nó cao cấp chưa? Đấy, trần chiếc này, hệ thống đèn, hệ thống trần này. Những cái cảnh báo này, rồi thắt dây an toàn này. Đấy, rồi là những cái cảm biến của nó đây. Các bác nhìn được cái hộp đèn của nó này. Cái hộp đèn điều khiển nó rất là to các bác nhé. Rất là to. Đấy, gương thì nó là chống chói, chống ước hết rồi. Đấy, tất cả là auto tự động. Ghế điện, ghế điết, các kiểu luôn. Con này nó phân khúc nó ngang với lại con Camry 2.5Q các bác. Đấy. Nhưng mà thậm chí 2.5Q thì... có những cái option mà chưa chắc đã bằng nó các bác ạ, chưa chắc đã bằng nó. Thiết kế của Polo quá đẹp các bác ạ. Nói chung là những cái xe mà của châu Âu thì là nó luôn có một những cái led thiết kế của nó rất là ấn tượng các bác ạ. Rất là ấn tượng, đẹp cộp kia tất cả các cái như mới luôn. Này các bác này, hệ thống âm thanh này JBL dập lỗi luôn các bác nhé, dập lỗi luôn, rất mới các bác ạ. Nói chung rất mới con xe này. Đấy. Đấy. Đấy, vậy thì là hôm nay là em Khương muốn giới thiệu đến các bác nhá. Đấy, các bác bác nào đang định mua Camry này, đấy, các bác nhà mình có thể nghiên cứu chiếc xe này này. Đấy. Mà không riêng gì những bác mà đang định mua Camry, mà các bác là đang định mua tầm tiền hơn 400 triệu này, sơ cua vẫn mới nguyên này các bác này. Sơ cua dầu rìa vẫn còn mới nguyên các bác nhá. Đài điếc này. Con xe này rất là mới các bác nhá. Nói chung con xe này thì nó rất là đẹp. Kiếm được một con xe đẹp này thì rất là hiếm luôn. Polo thị trường em xem rất là nhiều rồi, mấy hôm trước là em xem mấy con rồi nhưng mà nó nhè, nó lát lắm. Con này thì nó là dã man luôn các bác nhá. Bác nào mà đang định mua Polo các bác đi tham khảo mấy con đi. Đấy, xong các bác đến các bác xem xe của em xem nó thế nào các bác nhé. Quá đẹp các bác ạ. Quá đẹp luôn. Máy nó lại còn 1.6 turbo nữa. Cái máy của nó còn zin đét đen đẹp nữa rồi các bác ạ. Cái máy của nó zin đét đen đẹp luôn. Bác xem cái máy này. Này,
được cái lề thôi đã thấy nó sướng rồi các bác ạ. Xe nó đẹp từ phần đèn này các bác này, tem này, và xe của em chưa vệ sinh, chưa rửa, chưa dọn gì các bác nhá. Đèn này các bác này, các chi tiết hộp này, những cái tem biết vẫn còn nguyên này. Này các bác nhìn này, từ cái ốc chân máy này, các bác nhìn này, ốc nhá này nó thế lay cơ mà. Xe của nó không có dầu mỡ gì các bác nhá, từ các chi tiết nhựa ấy nó đều rất là đẹp. Chiếc xe này xuất sắc luôn, thử các cái ống cái yếc của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đèn đóm tất cả các cái này. Con này nó chỉ có bụi bẩn theo thời gian thôi các bác nhá, chỉ có bụi bẩn theo thời gian thôi. Từ các cái tai cái tiếc của nó đây các bác nhá, tai tiếc này lét căng luôn, lét căng luôn. Tài tiếp nội thất con này quá đẹp luôn các bác nhé. Nội thất con này thì không phải nghĩ rồi các bác ạ, nội thất nó quá mới. Tại vì các bác nhìn cái xe của em đấy, nó rất là đều các bác nhé, nó đẹp rất là đều. Từ các cái chi tiết táp lô này đấy, rồi là những cái chi tiết nội thất này đấy, nó đều tam tắp luôn. Các nút các phím các bác nhé, các chi tiết các nút các phím này, đấy. Chìa khóa này, một đôi zin theo xe các bác nhé, một đôi luôn zin theo xe đấy. Từ lúc đầu ghế này các bác nhìn nó mới làm sao đấy, các bác nhìn này, cái ghế của nó như thế này đấy. Option thì nhiều các bác nhé, option công nghệ thì nhiều, giá thì lại hợp lý các bác nhá. Vâng, con này thì em Khương cũng xin thông báo cho các bác nhà mình cái giá luôn này. Đấy. Một cái mức giá quá là tình yêu cho bác này. Các bác trải nghiệm xe phân khúc hạng sang này, nhập nguyên chiếc Pháp này. Đấy. Con này nhập nguyên chiếc Pháp chứ không có lắp ráp Việt Nam đâu các bác nhá. Poro thì bây giờ là hãng trên tỉnh nào cũng có đại lý của Poro rồi. Nó là cái mẫu xe mà quá là thông dụng rồi. Đấy. Mẫu xe quá là thông dụng, vừa đẹp để đi chạy vừa sướng. Lại giá cả lại hợp lý. Đây các bác này, ghế này. Cực mới luôn các bác nhé. Ghế nội thất con này thì miễn bản luôn, có cá rèm luôn các bác nhé. Có cá rèm phía sau. Âm thanh hay, điều hòa tất cả là đều là độc lập hết các bác nhé, điều hòa độc lập hết, ba vùng độc lập, ba bốn vùng độc lập. Chiếc xe này âm thanh này các bác này, đâu cũng có âm thanh, âm thanh này rất là hay các bác, âm thanh rất là hay. Đó. Mở đi lại đầm các bác nhé, đầm chắc. Đấy. Các bác bảo Camry lấy đâu ra phanh tay điện tử đúng không các bác, lấy đâu ra phanh tay điện tử đời này, lấy đâu ra hộp số mà 7-8 cấp. Vậy thì tại sao một chiếc xe mà quá đẹp như này, hợp lý như này các bác, giá tiền này cũng hợp lý. Vâng, 465 triệu thôi chú. Vâng, 2015 chú ạ. Dạ. Đó, vâng, thì vừa rồi em Khương cũng quay cho bác nhà mình rất là chi tiết rồi. Đấy, một chiếc xe Poro mà em Khương vừa về xong. Đó, con này thì có thể gọi là nó là xuất sắc rồi các bác ạ. Các bác cứ nhìn nó xuất sắc hay không các bác ạ. Các bác. Vâng, các bác cứ nhìn em Khương quay cho bác ấy, từ phần đèn này. Vâng. Từ phần đèn này. Đấy, các bác nhìn nó mới như này mà. Đấy. Đèn mới. Máy mới, rồi là chân. Con này chấm máy. Chấm 6 các bác ạ. Chân máy, chân miếc vẫn còn nguyên các bác nhé. Và cái máy nó rất là mới. Đấy. Chìa khóa một đôi thì các bác biết rồi đúng không ạ? Option nhiều. Form dáng thì đẹp. Và em để cho các bác nhà mình giá cũng hợp lý luôn các bác nhé. 465 triệu. Đấy. 465 triệu. Chú đi đây ảnh hưởng gì không? Dạ. Chú đi ảnh hưởng gì không? Dạ sao chú? Chú đi đây ảnh hưởng gì đến cháu không? À không chú ạ, không sao đấy, chú cứ xem. Chú cứ xem đi, không sao đâu chú ạ. Đấy, các bác nhá. Đấy, đấy.
2015 này. Vâng, 2015 chú ạ. 6. Đấy, các bác nhá, các bác nào mà đang có cái tầm tiền hơn 400 thì các bác Poro 508 chú ạ. Poro 508. 508 hả? Vâng ạ, dạ. Peugeot gốt đây. Vâng, đúng rồi chú ạ. Đấy. Quá đẹp luôn các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm alo cho em Khương các bác nhá. Đấy.